Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Đầu tiên em xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình, người thân cũng như là người yêu của mình ha. Thì trong cái video ngày hôm nay em xin chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái nội dung đó là chúng ta phun cái thuốc gì cho cái cây mai trong cái mùa mưa này để nó vừa có bảo vệ được cái lá mai rồi vừa giúp cái lá mai nó xanh dày nó khỏi có bị cái cái các cái loại bệnh cũng như là các cái loại sâu bọ chỉ côn trùng chích hút trên lá để mà giúp cho cái lá chúng ta nó khỏe cái cây chúng ta nó phát triển mạnh thì video này em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng biết ha thì đây là cái chia sẻ thực tế ở vườn em và em đã áp dụng trong những năm qua và nó mang là hiệu quả rất là nhiều và cũng như là những cô chú anh chị đã tin tưởng sử dụng theo những cái loại phân thuốc này thì nó cũng đạt được cái kết quả rất là cao thì cái video này em tiếp tục chia sẻ cho những anh chị nào mà mới tập chơi mai cũng như là à, đã chơi mai lâu rồi nhưng mà chưa có biết tới các loại, các cái loại thuốc này để mình có thể à, tham khảo và mình áp dụng anh chị đó. thì hiện tại là đã vào mùa mưa rồi anh chị thì ở cái chỗ em á không biết chỗ anh chị như thế nào nhưng ở chỗ em á thì hầu như là ngày nào cũng có mưa hết mưa không mưa nhỏ không mưa lớn thì mưa nhỏ còn có một ngày có một cơn mưa hoặc một ngày đó nó hai ba cơn mưa hoặc là nó mưa liên tục một buổi Cũng không chừng đó thì uh, trong cái giai đoạn này thì nó rất dễ sinh ra các cái loại bệnh trên lá cũng như là sâu uh, côn trùng nó tấn công cho cây mai của mình thì mình cần phải phun ngừa ha anh chị phun ngừa thì cái tác dụng phun ngừa thì em xin nói qua về cái cái tác dụng khi mình phun ngừa là mình phun ngừa thì cái lá mai chúng ta nó phát triển nó sẽ được xanh được dày nè nó được xanh dày nè ha đó nó không có bị cái con sâu con bọ chỉ tấn công đó. nhất là cái con bò chỉ nó nó ăn tấn công á khi mà cái cây mai chúng ta nó ra cái tược non đó, thì nó sẽ bị uh, cong queo quéo cái 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 đầu đọt các anh chị đó cái đó là con bò chỉ rồi nó làm khô khô cái lá nó rụng lá nó không có phát triển được cái lá nó không có bự lên được nó cứ nhỏ nhỏ nó nằm hoài vậy đó nó rồi có thầm thế thậm chí là nó rụng cái lá mất tiêu thì từ đó là cái cây chúng ta sẽ không có phát triển được còn bên cạnh đó thì con sâu ăn lá khi mà cái thời điểm này nè mình muốn cái cây mai mình nó đi tược non á nó đi tược non nó nó ra cây đọt nữa nhưng mà mình không có kiểm soát được cái con sâu ăn lá thì ra bao nhiêu tược hết đó, như cái tược này đó ra bao nhiêu tược hết là cái bị con sâu ăn lá nó tấn công hết nó ăn hết nó ăn rủi hết thì không có để thể nào mà cái cây nó phát triển được tược non trời non hết anh chị đó, do đó thì chúng ta phải phun phòng thì phun phòng thì nó có các cái loại thuốc thì để em chia sẻ cho anh chị mình thì trong đó thì nó có ba cái loại thôi cơ bản là ba loại thôi đó thì em sẽ chia sẻ cho anh chị mình để mình có thể xem mình à, tìm mua để mà mình à, sử dụng ha đó thì trong cái mùa mưa này nè em phun ba cái loại này ở bên cạnh đó thì còn một loại nữa còn một loại nữa là nó đặc gì nhanh đỏ tuy nhiên thì hiện tại thì em không có cái mẫu thuốc ở đây em không quay cho anh chị mình xem được thì anh chị xem ba cái loại này ha rồi cái loại kia em sẽ nói cái hiệu cho anh chị mình để anh chị mình có thể tham khảo hả thì trong mùa mưa nè mình để mình phòng cái con bọ chỉ con sâu ăn lá và các cái loại côn trùng khác trên cây mai mà nói mùa mưa thì nói riêng vậy thôi nhưng mà thật ra là từ đầu năm tới cuối năm thì anh chị sử dụng các cái loại thuốc này nó rất là hiệu quả luôn chứ không riêng gì mùa mưa ha đó thì đầu tiên là cái gói này cái gói này là cái gói có tên là đặc trị bò chỉ nha cái tên cái loại thuốc cái tên cái tên cái gói này luôn là đặc trị bò chỉ dubon usa nè anh chị nhìn cái ngón tay cái em chỉ nè ha đó có cái viền dubon usa ha đó có cái hình cái con bò chỉ trên đây nè cái con bò chỉ này nó rất là nhỏ nha anh chị cái này là qua kính lúp rất là nhiều lần nó mới bự như vậy nha chúng tôi nó nhỏ xíu nhìn mắt thường khó thấy lắm đó cái này dịp sáp nè chị được dịp sáp luôn ha thì cái này là dùng được trên cây ăn trái cây kiển xanh các loại hết đó sản phẩm chuyên dùng phòng trừ bọ chỉ thì thông thường á thì phòng trừ bọ chỉ nó sẽ có diệt sâu luôn đó, nó diệt sâu luôn ở trong này à, nó có ghi nè à, bọ chỉ gầy nâu gầy xanh gầy phấn trắng gầy nhớt gầy nhớt nè bò nhải nhảy nè nghiệp sáp nè đùi độc quả sâu dẻ bùa bóm trắng bỏ cánh cứng hại dừa gì rất là là nhiều luôn cái hiệu công dụng thì theo cái hướng dẫn sử dụng trong cái gói này là pha 10g cho 200 lít nước đó Tuy nhiên ha Tuy nhiên nếu mà anh chị sử dụng á thì anh chị sử dụng theo cái liều thực tế của em em sử dụng trong thời gian rất là dài rồi là một gói 30g này anh chị sẽ sử dụng cho 100 lít nước đó, gói 30g sử dụng cho 100 lít nước thì tương đương là 0,3g trên một lít nước nha anh chị 0,3g đó thì mình mình không có biết cái cái liều lượng gam để mình lường á thì mình nên có cái muỗng có cái muỗng trong cái hũ nào ba mờ anh chị em hay chia sẻ phần cái muỗng đó đó cái muỗng đó là cái muỗng 15 g đó anh chị phun cái bình 16 lít thì anh chị múc nửa muỗng đó anh chị lấy cái muỗng trong hũ nào ba mờ có muỗng 15 g anh chị múc nửa gói này ối nửa muỗng này nè nửa muỗng trong đây cái này là dạng cớm anh chị dạng cớm dạng cớm màu trắng dạng cớm nha rất là dễ xài đó rồi bên cạnh đó thì sử dụng thêm cái gói này đó, cái gói này là cái gói mắt vô nô ở cũng chị gì gầy, gầy xanh sâu xám ở cung trùng chết thúc nó có tính lưu dẫn rất nhanh và mạnh ở gói này thì gói 4 gam ở cái gói này là kết hợp với cái gói đặc trị bò chỉ này là một cái sự kết hợp mà rất là hay luôn anh chị rất là hay luôn nha nó phun con bò chỉ á, là bò chỉ kháng thuốc gì là chết hết và đồng thời là phun à, quanh năm cứ 7 đến 10 ngày phun một lần không cần đổi thuốc thì nó cũng không có bị kháng thuốc anh chị, Đó, nó vẫn diệt được cái con bò chỉ luôn, Đó, nó rất là hay và tất cả các loại côn trùng luôn, côn trùng trên lá ha là nó diệt được hết, Đó, mà đặc biệt là hai cái loại này pha vô là nó rất là hay luôn anh chị, anh chị phun là nó rất là hiệu quả, thì rất là nhiều anh chị cô chú đã áp dụng rồi, Đó, và à, cũng thường xuyên là gọi em để mà à, mua những cái loại này để mà mình về mình sử dụng trên vườn thì gói, gói này thì một gói nó theo hướng dẫn sử dụng ha. Là pha 20 g cho 200 lít nước thì một gói 4 g này pha tương đương khoảng 50 lít nước. Đó, tuy nhiên là thực tế em dùng là bình 16 lít hoặc là 20 lít thì dùng một gói này nha anh chị. Anh chị lưu ý ha, 16 lít hoặc 20 lít là gói này, pha 16 lít cũng được, pha 20 lít cũng được. Còn đối với anh chị dùng cái bình nhỏ, dùng cái bình nhỏ bình 2 lít á thì anh chị có thể múc nó trong đây nó dạng bột, múc chừng cái nó lớn chừng bằng cái hạt đậu xanh á là được rồi cái này cũng vậy chừng bằng hạt đậu xanh thôi là được đó cho cái cái, cái là bình hai lít ha đó, bình hai lít còn nhiêu thì anh chị cứ nhân 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 lên nhân chi lên nha đó mình sử dụng và đồng thời bên cạnh đó là không thể thiếu cái loại này anh chị cái loại này là trong mùa mưa là phải đặc biệt quan trọng nha manco xanh manco xanh pencil có logo của kênh em luôn ha mai vàng ngã sáu đó cái này là cái gói rất là đặc biệt không xanh thành xanh nè xanh càng thêm xanh nè anh chị thấy cái logo lô cái câu slogan không là anh chị biết cái cái tác dụng nó như thế nào người ta dám khẳng định như vậy không xanh là thành xanh xanh càng thêm xanh ở phun trên lá là lá nó xanh nó dày và đồng thời là là nó phòng được các cái loại bệnh trên lá nó nấm hồng dĩ sắc tháng thư cháy lá gì vân vân rất là nhiều loại bệnh trên lá thì nó phòng được và đồng thời là nó bổ sung chung vi lượng nè kẽm mangan nè đó, cho nên là nó giúp cho cái lá mai chúng ta nó xanh nó dày và cái loại này thì anh chị kết hợp chung với cái đặc trị bò chỉ và mắp Juno luôn ha nè loại này nè loại này khi khui ra nó có màu xanh như vậy bột xanh gì nữa anh chị đó đó thì anh chị lấy cái keo này nè anh chị khui ra này keo này keo ký nè đó khui ra gói bỏ vô như vậy đó là chúng ta bảo quản chúng ta sử dụng lần lần chúng ta mở nắp chúng ta dùng à, còn không dùng chúng ta là ta đẩy kính lại là được đó thì cái này nó đừng có ước là được anh chị anh chị bảo quản sao nó đừng có ước là chúng ta để lâu được và cái hạn sử dụng của nó tới hai năm là anh chị cái hạn sử dụng 2 năm, nữa, để em coi cái ngày sản xuất, cái hạn sử dụng của cái gói này Cái gói này, đâu rồi Đây Ngày sản xuất nè anh chị 20 tháng 5, 2024 Đó, Ngày sản xuất 20 tháng 5, 2004 ha Đó Hạn sử dụng đâu rồi Đây, hạn sử dụng 2 năm Thì cái này là tới tháng 5, năm 2025 Tháng 5, 2026 Đó, Tháng 5, 2026 mới hết hạn nha Tới tháng 5, 2026 mới hết hạn Đó có hướng dẫn sử dụng chi tiết nè có hướng dẫn sử dụng chi tiết trên gói nè đó có cái logo kênh em nè có mã qr kênh luôn ha đó rồi thì ba cái loại này anh chị sẽ à, kết hợp lại phun trên lá 7 ngày một lần là tốt nhất đó, cứ 7 ngày là anh chị phun kết hợp ba loại pha lại chung với nhau phun trên lá bình 16 lít em xin chia sẻ kỹ lại nè bình 16 lít anh chị sẽ múc ba muỗng rưỡi này ba muỗng rưỡi nha cái loại muỗng trong hũ nào ba mời nha anh chị lưu ý nha ba muỗng gửi này nửa muỗng này và một gói này một gói mắt vô ha đó ba muỗng rưỡi nè ba muỗng gửi nửa muỗng một gói cho bình 16 lít đó rồi như vậy là anh chị cứ phun 7 ngày một lần 7 ngày một lần trên lá anh chị chỉ cần phun một cử thôi là anh chị đã thấy cái sự khác biệt của nó liền nó sẽ xanh liền à, còn phun liên tục là nó sẽ cái lá nó sẽ xanh như thế này anh chị đây nè phun dính xanh xanh nè anh chị thấy rõ ha đó phun còn dính xanh 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 xanh, xanh, xanh trên lá này ha đó màu xanh xanh trên lá nè đó màu xanh xanh trên lá này ha là nó đó nó giúp cái lá mình nó xanh nó dày anh chị nhìn cái lá nó dày rõ không đó. cái lá nó xanh và nó dày rất là mạnh cây thì cái cây mình mạnh thì cái cái sức sống nó mạnh và cái thời gian sống nó mạnh và cũng như là tết nó cho bông nhiều đó, cái cây mạnh thì tết nó đạt đủ thứ chừng nó đạt đủ thứ yêu cầu cho anh chị đó. rồi thì bên cạnh đó thì anh chị cũng lưu ý là trong mùa mưa này thì cái con nhện đỏ nó đã xuất hiện rồi con nhện đỏ nó bắt đầu xuất hiện rồi ba cái loại này anh chị phun thì nó vẫn phòng ngừa được cái con nhện đỏ tuy nhiên nếu anh chị muốn chắc ăn á, thì mình nên có mua thêm cái thuốc đặc trị nhện đỏ mình phun cho nó một vài cử ha ví dụ không cần nhiều ha một vài cử là một vài cử trong năm á đó ví dụ như hiện tại là mình có thể phun cử nè rồi một tháng hai tháng sau nữa mình phun một cử phòng nữa cũng được đó là qua hết cái mùa mưa là ok hết anh chị đó rồi thì cái nội dung em chia sẻ cho anh chị mình là cái nội dung phun thuốc gì cho cái cây mai trong mùa mưa thì anh chị à, cứ áp dụng theo như em như vậy là cái cây mai của mình nó sẽ được bảo vệ trong mùa mưa và nó phát triển tốt từ đây đến tết hay anh chị mình cứ thế mình phun cứ thế mình phun tới thôi đó. Rồi, thì cái nội dung em chia sẻ đến đây xin được tạm dừng ha. Em xin kính chúc tất cả cô chú anh chị à, chăm sóc các cái mai được thật là tốt. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha.